Ngọc Thơ, Thời báo.de kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai đã ra tay với Lê Văn Thành? Ngày 23 tháng 8, báo Đất Việt có bài Cái chết của Lê Văn Thành giống Trần Đại Quang của tác giả Phạm Vũ Hiệp. Theo tác giả, khi bị bệnh, các lãnh đạo đảng và nhà nước tìm đường sang xứ từ bản dãy chết để chữa, còn thiên đường với các bệnh viện công mà họ xây dựng chỉ để dành cho dân. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Tác giả dẫn chuyến đi chữa bệnh ở Mỹ của ông Nguyễn Bá Thanh quá tốn kém và gây nhiều tai tiếng. Vào năm 2014, dư luận xã hội dè biểu việc các quan chức cấp cao cộng sản xài tiền thuế của dân để tìm đến y học xứ dãy chết. Từ đó nội bộ đảng ngấm ngầm thống nhất không đi Mỹ chữa bệnh nữa. Vì vậy, tác giả cho hay Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều chọn Nhật Bản. Ngày 22 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chết tại nhà riêng. Tác giả cho biết ông Thành trước đây là giám đốc xi măng Hải Phòng. Nhờ lắm tiền nên được bí thư Hải Phòng lúc ấy là Nguyễn Văn Thuận giúp bẻ ngạch, nhảy sang chính quyền, kéo vào thành ủy và cho ngồi ghế Phó Chủ tịch Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010. Năm 2021, tại Đại hội 13, tiền của Phạm Nhật Vượng và sự đỡ đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giúp Lê Văn Thành tái trúng cử Ủy viên Trung ương, đồng thời giành được chiếc ghế Phó Thủ tướng. Vẫn theo tác giả, lần xuất hiện gần nhất của Thành trước khi rời nhiệm sở đi chữa bệnh là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Hôm đó, ông Thành đến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư ấp 8 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trở về Hà Nội, ông Thành liên tục bị ngất xỉu và nôn mửa, được đưa vào cấp cứu tại Quân y viện 108 suốt một tuần, nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Gia đình xin phép Trung ương đưa ông Thành sang Nhật Bản điều trị. Ngày 20 tháng 11 năm 2022, ông Thành rời Hà Nội đi Tokyo. Hai bệnh viện tham gia chữa cho Lê Văn Thành cũng là hai bệnh viện mà Trần Đại Quang từng đến để điều trị vào cuối tháng 7 năm 2017. Ông Thành được chẩn đoán ung thư bạch cầu cấp dẫn đến các cơ quan nội tạng bị phá hủy. Dư luận cho rằng nguyên nhân mắc bệnh là do ông bị đầu độc phóng xạ. Hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người vừa qua đời, nghi là do bị đầu độc phóng xạ. Bệnh tình của ông diễn biến nhanh, phức tạp và quá nặng, cho nên các giáo sư y khoa hàng đầu tại đây đã phải bó tay. Các chuyên gia y khoa cho rằng bệnh của ông Thành chỉ có một phương pháp điều trị, đó là cấy ghép tế bào gốc, thay thế tủy xương. Thế nhưng việc dùng liều cao của hóa trị hoặc xạ trị để tiêu diệt tủy xương của bệnh nhân trước khi ghép tế bào gốc là cửa thập tử nhất sinh. Cả ba ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều không vượt qua. Tác giả nhắc lại việc vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định phân công cho hai phó thủ tướng là Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam tạm thời đảm trách điều hành phần việc của ông Lê Văn Thành tại chính phủ. Nhưng sau 9 tháng nghỉ chữa bệnh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã đi theo hai ông Karl Marx và Lenin. Tác giả cho biết thêm, Lê Văn Thành có một quý tử tên là Lê Toàn Khánh, sinh năm 1990. Năm 2007, Khánh được bố cho đi du học tại trường cao đẳng quốc tế Tyndale, Singapore. Về nước, Khánh được bố đưa vào làm tại công ty xi măng Hải Phòng, nơi ông làm giám đốc. Khi bố Thành nhảy sang chính trường, con trai Lê Toàn Khánh cũng thành danh trốn quan trường. Tháng 6 năm 2021, Lê Toàn Khánh tham gia ban chấp hành, ban thường vụ quận ủy và giữ chức vụ phó bí thư quận ủy, quận Kiến An, Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, Khánh rời quận ủy Kiến An về Hà Nội, nhận công tác tại vụ nghiên cứu thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tác giả bình luận, Lê Văn Thành tính không bằng trời tính. Quý tử chưa kịp chui sâu, leo cao thì bố đã mắc bệnh nan y chết người. Tác giả đặt câu hỏi, ai đã đầu độc phóng xạ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành? Phe nhóm ra tay tàn độc nhằm mục đích gì? Các câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ai đã ra tay với Lê Văn Thành? Công an lợi dụng vụ 11 tháng 6 để xóa bỏ đạo Tin lành Tây Nguyên. Ngày 22 tháng 8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt cho biết công an ngăn cản người dân đăng tải hình ảnh về sự kiện tưởng niệm ngày 22 tháng 8 ra công chúng. Theo đó, Ngày 22 tháng 8 là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và niềm tin. Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Bài báo dẫn lời ông Y Quynh Bdap từ Tổ chức Người Thượng vì Công lý, một tổ chức vận động đấu tranh và theo dõi nhân quyền tự do tôn giáo cho các đồng bào sắc tộc bản địa ở cao nguyên Trung Phần, Việt Nam, nói từ Thái Lan. Về ngày 22 tháng 8, bắt đầu từ năm 2019 do quốc tế khởi xướng là ngày tưởng niệm cho các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo, thì cộng đồng ở Tây Nguyên chúng tôi có tuyên truyền cho những hội thánh ở trong nước để họ tưởng nhớ cũng như tưởng niệm cho những nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo. Nhưng cũng như mọi năm, có vài điểm nhóm bị cản trở, cũng như bị đe dọa từ chính quyền, và có một số hội thánh thì bị phạt tiền vì tổ chức sự kiện ngày 22 tháng 8. Năm nay, vẫn theo ông Bdap, một số nơi chính quyền cũng đến hội thánh và nhà người dân. Công an nói rằng, chúng tôi cho các anh tổ chức, nhưng không được đăng hình và không được gửi hình. Ông Y Quynh Bdap cho hay, Người Thượng theo đạo Tin Lành vẫn tổ chức cầu nguyện theo nghi phép, nghi lễ của đạo Tin Lành, và có rải rác khoảng 500 người tham gia trong sự kiện này ở tại Việt Nam. Ông Y Quynh Bdap nói, khu vực Tây Nguyên là điểm nóng về vấn đề đàn áp tôn giáo. Mọi người theo dõi các vụ việc xảy ra ở Tây Nguyên qua nhiều clips cũng như qua các hình ảnh đăng trên các mạng truyền thông. Các vụ sách nhiễu tôn giáo ở Tây Nguyên rất trầm trọng, nhất là sau vụ xả súng ngày 11 tháng 6, chính quyền lợi dụng thời cơ vụ đó đàn áp những hội thánh tư gia độc lập, cũng như các hội thánh Tin Lành Đấng Christ hoặc Tin Lành Đê-ga, hoặc những hội thánh Tin Lành Sinh hoạt tại gia. Họ đã bắt những thầy truyền đạo và các tín đồ phải từ bỏ hội thánh của mình để gia nhập vào hội thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, được nhà nước thừa nhận. Và nếu không chịu từ bỏ hệ phái của mình và không chịu quy về hội thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, chính quyền nói là sẽ bỏ tù và sẽ cáo buộc họ về vụ khủng bố. Chúng tôi mong muốn rằng các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc biết đến tình hình ở Tây Nguyên, lợi dụng vụ xả súng hôm 11 tháng 6 năm 2023 để đàn áp cũng như xóa bỏ đạo Tin Lành ở Tây Nguyên. Hình ảnh những tín đồ Tin Lành Tây Nguyên tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo ngày 22 tháng 8. Bài báo cũng dẫn lời Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan chia sẻ sự sợ hãi trước hết của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đến nhà nước Việt Nam. Cho nên, dù có ký vào Công ước Quốc tế tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng họ lúc nào cũng luôn luôn sợ hãi sự lớn mạnh của tôn giáo. Đặc điểm chính của sự tính toán trong việc khống chế là việc coi tôn giáo là một trong những mối nguy hiểm cần phải khống chế, bởi vì tôn giáo khai phóng con người, làm cho con người ta có sự tự do. Thứ hai, họ coi tôn giáo là một trong những mầm móng khiến con người ta không còn tin vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc tính thứ ba, họ sợ tôn giáo sẽ tụ tập những con người với số đông lại để rồi tạo ra sức mạnh. Việc đầu tiên cần làm là các tổ chức bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới cần có sự theo dõi, đôn đốc rồi giúp đỡ, theo dõi những hành vi vi phạm tự do tôn giáo và những hành vi khủng bố đến những người vì tự do tôn giáo mà bị bắt hại. Đôn đốc là phải làm việc với các định chế quốc tế của Liên Hiệp Quốc và ở các quốc gia có tự do dân chủ để chế tài chính quyền Cộng sản Việt Nam để họ bị ảnh hưởng nếu họ khủng bố niềm tin tôn giáo của những người theo đạo. Các tổ chức quốc tế cần tìm cách này hay cách khác để nâng đỡ và hỗ trợ bằng nhiều cách cho các tôn giáo mà hiện nay đang còn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam khủng bố và bách hại một cách có hệ thống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Công an lợi dụng vụ 11 tháng 6 để xóa bỏ đạo Tin Lành Tây Nguyên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de